Chơi quá mà ở ngoài trời như lại mưa mất rồi. Thế thì anh Kiều Xanh mở sách ra đọc cùng với em đi. Đọc sách gì? Em đang đọc sách 10 vạn câu hỏi vì sao, rất hay luôn. Thế bây giờ em đố anh Kiều Xanh được không? Đố anh á? Vâng ạ. Thoải mái đi, em cứ đố anh đi, anh đố trả lời được hết. Kiều Hồng sẽ đố một câu mà chắc chắn anh Kiều Xanh không trả lời được. Chả có câu nào là không trả lời được cả. Nào em đố đi. Em đố anh Kiều Xanh biết sông gì là sông dài nhất? Sông á? Vâng. Là con sông ấy hả? Vâng ạ. Con sông mà có nước chảy ấy hả? Vâng ạ. Mà lại dài nhất à? Anh cứ sẽ không biết đâu. Sông dài nhất á? Sông nào mà chả dài? Nhưng chả mà... có sông nào ngắn cả. Sông nào dài nhất cơ mà. Làm gì có ai lấy thước đi đo đâu mà biết là dài nhất. Có đấy. Sông dài nhất là sông gì? Chúng ta đo được đấy. Thôi được rồi. Sông dài nhất mà anh đoán là sông Hồ. Sông Hồ á? Sông Hồ là sông gì? Em Kiều Hồng chưa bao giờ nghe thấy sông Hồ. Thế à? Thế thì sông gì dài nhất em? Thôi được rồi, anh Kiều Xanh không biết đúng không? Sông dài nhất chính là sông Nin ở châu Phi, có chiều dài là 6.600 km đấy. Ui, ở tận châu Phi làm sao mà anh biết được? Không được, trên anh hỏi câu khác đi. Thế mới nói là phải đọc sách đúng không ạ các bạn? Câu khác. Thôi được rồi, nếu mà anh Kỳ Xanh chê là châu Phi xa quá câu khác đi. Thì bây giờ em Kỳ Hồng sẽ đố anh Kỳ Xanh một câu. Quần gì là quần to nhất? Quần to nhất á? Quần to nhất chính là quần dài. Quần dài á? Quần dài. Vì quần cộc với cả quần đùi thì ngắn hơn quần dài nên quần dài là to nhất. Không phải đâu anh Kiều Xanh ơi. Anh Kiều Xanh trả lời buồn cười quá đi mất rồi. Thế nào mới đúng đây? Cho anh Kiều Xanh trả lời một lần nữa đấy. Quần to nhất à? Quần to nhất là quần bự. Quần bự á? Nó thùng thình ra hai bên đây này. Anh đừng đoán nữa, buồn cười quá. Tại vì quần anh gì? Không đọc sách đấy. Thực ra quần to nhất chính là quần đảo. Quần đảo á? Đảo gì? Quần đảo có nghĩa là rất nhiều các hòn đảo cạnh nhau thì người ta gọi là quần đảo đấy. Thế thì không phải là cái quần. Đúng rồi, không phải cái quần đâu. Lại còn đặt câu hỏi kiểu như thế nữa, làm sao mà anh biết được? Thực ra là do anh Kiều Xanh không chịu đọc sách thôi. Câu hỏi đấy là em bịa ra, làm gì có sách nào hỏi thế. Thôi. Anh không chơi hỏi đáp với em đâu. Anh sẽ chơi trò khác. Anh chơi trò khác á? Anh Kiều Xanh chơi trò gì cơ? Em có muốn chơi trò này với anh không? Em phải xem nó là trò gì đã. Em đã xem phim siêu nhân bao giờ chưa? Siêu nhân anh hùng. Có, em xem rồi. Em xem rất là nhiều cùng với anh Kiều Xanh và bạn Kiều Xám ở đằng đây khác. Này. Em biết đây là cái gì không? Cái ghế của anh em mình để học vẽ đây mà. Nhìn đây. Úi dồi, đây. Em nhìn đi, thấy chưa? Anh sẽ làm động tác gọi là đua qua các tòa nhà giống người nhện. Thật ra? Như này này, em biết người nhện không? Chiêu. Đấy. Nhưng mà anh Kiều Xanh sẽ chơi trò này thế nào cơ? Thì mình làm động tác nhảy qua, giống như ở trong phim ấy. Đầu tiên là phải... Sau đó là nhảy. Cứu anh.
Anh Kiều Danh, anh Kiều Danh có làm sao không? Kiều anh Kiều Danh ngồi em xem. Anh bị đau chân à? À, đừng sờ vào chân tôi, đau quá. Ui, anh Kiều Danh có làm sao không? Đau, đừng chạm vào chân anh nữa, đau quá, đau lắm. Em nhìn kìa, nhìn màu xanh kìa. Màu xanh? Ừ. Nhưng mà cậu bé có chuyện gì rồi? Anh Kiều Danh không bị đau chân nữa à? Ừ thì anh chỉ giả bộ thế thôi. Siêu anh hùng làm sao mà đau chân được. Thôi được rồi. Ôi, bây giờ không quan trọng, bây giờ phải xem cậu bé có vấn đề gì. Nhanh đi xem đi, nhanh lên nào. Tớ là người nhện đây. Tớ là siêu nhân đây. Tớ sẽ đuổi theo người nhện. Suýt chút nữa là con bị ngã rồi. Nhưng con thích leo trèo cơ, con muốn làm người nhện. Con có thể chơi mọi trò chơi, nhưng phải đảm bảo an toàn. Con vừa mới suýt ngã còn gì. Nhìn cái cách mà cậu bé trèo qua các cái ghế này, rồi nhảy, trèo leo bám lên cửa sổ này, trông sợ thật đấy. Vâng, mà may là lúc đấy có bố ở ngay gần đấy. Nếu như mà không có bố thì không biết là chuyện gì đã xảy ra rồi. Mà nhá, nếu mà cậu bé không được chơi những trò mình yêu thích, vì cậu bé thích leo trèo mà, thì cũng buồn nhỉ. Buồn thật đấy. Buồn, nhưng mà những trò như thế rất là nguy hiểm anh Kiều Xanh ạ. Chuyện hôm nay thì anh cũng hiểu là không được trèo leo như thế, nên anh nghĩ là cũng dễ xử lý thôi. Anh định làm cách gì ạ? Anh lại hỏi ba lô thần kỳ thôi. Ba lô thần kỳ? Anh rất thích ba lô thần kỳ, vì ba lô thần kỳ luôn có rất nhiều thứ thú vị. Ba lô thần kỳ hãy giúp chúng tớ nha. Ba lô thần kỳ có gì đây? Nào, có gì nào. Ủa, đây rồi. Huy hiệu dũng cảm. Huy hiệu dũng cảm á? Để làm gì nhỉ? Anh có biết không? À, anh biết rồi. Huy hiệu dũng cảm này rất kỳ diệu. Chỉ cần đeo nó lên thì sẽ thành một người vô cùng dũng cảm. Thế là cậu bé sẽ không bao giờ sợ ngã, không bao giờ sợ đau, leo trèo thoải mái. Cậu bé không sợ nữa. Ừ, có được không nhỉ? Được. Nhưng mà anh Kiều Xanh ơi, em Kiều Hồng nghĩ rồi, không được đâu. Sao nếu được? Như mà cậu bé có huy hiệu dũng cảm và không sợ nữa thì càng nguy hiểm hơn ý. Vì những trò như thế sẽ khiến cho cậu bé có thể gặp nguy hiểm nếu như mà bị ngã đây. À, tức là kể cả chúng ta dũng cảm thì vẫn có thể có tai nạn đúng không? Đúng rồi ạ. Nên không phải chỉ dũng cảm thôi là được. Hiểu rồi. Vẫn phải có một cách khác thôi. Thôi, mà đằng nào bây giờ nhá, thực ra là bố đã đỡ cậu bé xuống rồi đúng không? Cậu bé cũng không bị ngã, không bị đau, chỉ đang buồn chán thôi đúng không? Thế vâng đi, à. Tìm cái khác cho cậu bé chơi cho vui. Tìm cái nó khác quên cho chuyện cậu này bé đi. Chơi á? Đi sang nhà bạn chơi đá bóng này. Quên cái chuyện hôm nay đi, thế là xong. Quên đi luôn á. Nhưng mà nhỡ lần sau cậu bé lại chơi những trò nguy hiểm, lại gặp nguy hiểm nữa thì sao? Không được đâu. Nhỡ hôm khác lại không có ai ở nhà thì sao? Đúng rồi. Vẫn chưa hiểu. Cậu bé phải hiểu ra đúng không? Anh còn cách gì nữa không? Anh á? Anh hết cách rồi. Chẳng lẽ chúng ta lại phải gặp trước hộp thần kỳ à? Đúng rồi, hộp thần kỳ luôn cho chúng ta cách tốt nhất mà. Vâng nhá. Có gì thế? Đây là gì nhỉ? Hai chiếc gối à? Ủa, gối này. Gối để làm gì? Gối này là để gối đầu hay là để ngồi lên hay để làm gì? À, anh biết rồi. Hộp thần kỳ tặng cậu bé những chiếc gối để ý bảo cậu bé là hãy đi ngủ đi, không cần phải chơi nữa, hãy quên đi, thế là xong, hết chán luôn. Anh Kiều Danh ơi, trong trường hợp này thì em nghĩ không phải như thế đâu. Hộp thần kỳ đưa cho chúng ta chiếc gối không phải là để giúp cho cậu bé ngủ ngon, mà là để giúp cho cậu bé chơi an toàn hơn đấy. Bọn mình đi xem đi. Xem là cậu bé sẽ dùng gối này làm gì nhá. Vâng ạ. Con thực sự thích chơi leo trèo lắm phải không? Thực ra, hồi nhỏ bố cũng thích leo trèo giống con vậy. Nhưng con thấy đấy, khi con trèo lên cao cũng khá là nguy hiểm phải không nào? Vâng ạ. Con cứ bám vào ghế rồi lại trèo lên, xong lại lên. Con cũng hơi sợ một tí. Nhưng lúc đứng lên cao là thích ơi là thích bố ạ. Bố biết, đó là cảm giác của chiến thắng khi con chinh phục được thử thách. Nếu con thực sự thích leo trèo như thế, bố có cách này giúp được.
Con có thể chơi, nhưng con phải nhớ luôn giữ an toàn cho bản thân mình. Con hãy xếp gối và những chiếc đệm xung quanh thế này. Nếu không may bị ngã, con sẽ không bị đau. Hoan ơi bố! Chỉ có điều, những chiếc gối này cũng giúp được phần nào thôi. Vì thế, con đừng trèo lên cao quá nhé. Vâng ạ. Sau này, các con sẽ là những nhà leo núi tài ba cho mà xem. Màu vàng đã xuất hiện trở lại rồi anh Kiệu Xanh ơi. Nhẹ người thật đấy. Cậu bé của chúng ta đã hết buồn chán rồi. Vâng ạ. Đấy, thế là chúng ta đã hiểu là nếu như mà chúng ta muốn chơi thì phải giữ an toàn. Đúng như thế anh Kiều Xanh ạ. Nếu như chúng ta chưa tìm được cách chơi an toàn thì tốt nhất là không nên mạo hiểm đâu. Mà bố cũng nói rất là đúng. Nếu như mà bị ngã sẽ rất là đau này. Chẳng may bố mẹ không ở nhà thì sao? Đúng rồi mà đấy. Tự chơi lại nghĩ là mình dũng cảm thì có thể bị tai nạn. Cho nên là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi mới được chơi các bạn nhá. Đây, thế. Anh em mình tí nữa nhá. Mình mà muốn leo trèo hay làm gì hoặc là vui chơi thoải mái, hãy ra bãi cỏ ở gần đây này. Anh biết một chỗ vui lắm, anh với Kiều Sáng hay chơi ở đấy. Ở đấy nhá, cỏ rất là êm. Cho nên là nếu mà chúng ta có đùa nghịch, có ngã ra hay là chúng ta cũng có không đau đúng không? Đúng rồi, chẳng may bị vấp chẳng hạn cũng sẽ không đau đâu. Được không nào? Vâng ạ, nhưng mà bây giờ trước khi đi chơi thì anh em mình phải nhắc nhở các bạn nhỏ đã đúng không? Ừ, anh đồng ý, bọn mình dặn các bạn nhá. Vâng ạ, các bạn nhỏ ơi, hãy cẩn thận khi vui chơi nha. Nào, bọn mình cất gối ra bãi cỏ chơi nào. Vâng ạ. Đi thôi. Các bố mẹ hãy truy cập kênh YouTube VTV7 Kids để cùng bé đón xem trọn bộ chương trình Chuyện kể của những chú cừu nhé. Chuyện kể của những chú cừu, dạy bé ứng xử thông minh.